Em chào các bác nhé. Trước mắt là một căn nhà rất là to và đẹp. Đấy là thành quả lao động chăm chỉ nhiều năm bên Nhật Bản của vợ chồng anh Quang tại Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh. Anh Quang thì có biết em qua Facebook, đã liên hệ em đến để vẽ mấy bức tranh cho gia đình chuẩn bị tân gia. Vừa vào cổng thì là hai bức tranh về cây tre và cây đào, những loài cây thì rất là quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Và trong sân cũng có hai bức tranh. Một bức thì em vẽ cảnh đồng quê Bắc Bộ ngày xưa. Đấy, tranh đồng quê thì cây đa, giếng nước, sân đình. Cảnh thì rất là yên bình. Đấy, từ cảnh này chắc phải từ 4-50 năm trước mới có. Đây, bên cạnh đây thì là em vẽ cho anh một cảnh hòn chống mái của Vịnh Hạ Long. Đó, danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới đấy. Ngồi đây uống nước ngắm cảnh này thì mát mát lắm. Đó. Trong nhà thì cũng có một ô tranh. Anh Quang thì thích nhiều núi nên em đã vẽ cho gia đình anh một bức sơn thủy hữu tình. Đặc biệt là rất là nhiều núi và thác nước. Các bác xem tranh thì cho em biết ý kiến nhá. Ai có nhu cầu vẽ tranh tường thì liên hệ cho em.